San Diego, ở đây có rất nhiều người da đen và người da đen. Đây là cái sảnh mà đội người ta đã ra rồi và đội người khác đến đón. Rất là rộng, chỗ nào cũng rộng hết. Tầng 1 là để đợi người đến đón, còn tầng 2 là để ăn uống. Và đây là con. Đây là bạn đi với con. Đây là chỗ ăn. Nói chung là rất là rộng.